ai luôn á. Rồi chết. Ghê, hai cái đội màu trắng hết trơn vậy. Ờ, hai đội màu trắng hết trơn à. Tại có áo không? Vô, trời ơi. Quá. Không gian gì luôn. Rồi, quay quay. Trời, trời. Hay quá mày ơi. Mình vào thôi. Quay nào ra. Quay đăng ký. Đây cả đây. Lơ tự hồ lòng tốt anh quay giùm ra lơi. Anh chạy quay đầy đi. Lạnh quá. Chết. Vô đủ con số anh nội ơi. Tới rồi. Có xử lý khả năng tốc của cao đăng. Rất tiếc là bóng đi ra ngoài. Lưu xuống hùng. Xuống hùng. Sút. Sút. Nặng quá chạy không nổi. Ra ngoài thì làm thêm được. Ra ngoài. Số 10 có gì thay đổi người. 1, 2, 3, 4. Nghỉ vào lưới quá nhiều cơ hội. Đó bị như thế này. Bàn cao quá. Hết. Ôi.
Giữa hai đội khối 11 và khối 10 và tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về khối 10 do cầu thủ Hồ Trung ghi bàn. Cao Lan cú chuyền vào cho cầu thủ Quy Hưng, rất tiếc là Kim vẫn chưa hiểu ý. Vàng bây giờ ấy. Đó đèn người.
Thắng Cọp tác nghiệp trong sự an toàn.
Vâng, và từ một phút bình luận dành cho phóng viên Vũ Mập, khối 11 đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1. Đại Triển là người rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 cho khối 11. Sút xa. Cao Hoàng rất đã léo đã vượt qua được hồi chung. Cao Hoàng tiếp tục qua cầu thủ thứ hai, chuyền xuống cho Đại Triển. Đại Triển chuyền vào nhưng rất tiếc là thủ môn Trọng Hùng đã đỡ được. Đỉnh anh và cú dứt điểm cuối cùng thì không đủ mạnh, không đủ lực để có thể đánh bại thủ môn Trọng Hùng trong tình huống vừa rồi. Dưới kìa. Vâng, một cú chuyền từ rất xa Trọng Hùng cho Văn Hộp. Văn Hộp mong muốn là thực hiện một cú đánh góp giống như cầu thủ Chí Đạt của khối 12, nhưng rất tiếc là anh vẫn chưa được luyện tập nhiều ở kỹ thuật này. Đại Chiến vẫn không qua được. Rất nguy hiểm. Những trường hợp như vậy có khả năng sẽ gây ra tình huống bất ngờ cho thủ môn. Đá biên cho khối 11. Người thực hiện đá biên là Đại Triển. Văn Hồng. Đúng. Lỗi cho khối 7. Em ngon lòng học ơi, chưa lên. Là Xuân Hùng. Mệnh danh là Hùng Siva. Hùng Siva. Ông mong muốn là vị thần hủy diệt của khối 10 mà ngày hôm nay liệu rằng anh có hủy diệt được đối thủ của mình hay không? Đỉnh anh. Đại Chiến. Với những pha đi bóng 1-1 giữa các cầu thủ khối 11 trong nhiều tình huống vừa rồi mà đã vượt qua được rất nhiều hàng rào của khối 10. Tuy nhiên rất tiếc là cú đánh đầu của Hồ Trung vẫn chưa ghi thêm được bàn thắng trong số 10. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 3-1. Ba một nghiêng về số 10. Thấy không? Cao Hoàng. Tiếng còi hiệp một đã kết thúc và tỷ số hiện giờ đang tạm dẫn trước thuộc về khối 10 với tỷ số là 3-1. Nhưng mà ở hiệp thứ hai này các cầu thủ khối 11 đang ở phía rồi xong luôn. Bóng đi ra ngoài. Nhưng bóng thấy có lỗi. Bay thẳng ra ngoài đường không biết là khó. Có ai nhặt giùm không? Qua bên nhà đỏ sang tới cổng của khối 2 kia rồi. Chúng ta đã bước vào hiệp 2 và các cầu thủ của khối 11 lúc này đang rất cần sự cổ động của các cổ động viên. Và hiện tại trên sân có các cổ động viên của lớp 11 A2. Đá biên cho khối 11. Đúng rồi.
Một tình huống tương tự được thực hiện từ cú đá biên bên cánh trái. Thằng sát kia đang người đá biên là Thái Trần và người thực hiện cú đánh đầu là Đông Nguyên số 11. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 3-2. Làm trái nhân viên ơi. Làm hai trái chứ mày. Làm trái. Người đá biên nữa. Thành cái số 11. Rồi chạm không, không chạm tay đâu. Của hiệp hai đã tạo nên sức nóng trong sân vận động Lân Quế ngày hôm nay. Và cũng từ pha đá biên bên cánh trái, Đại Triển là người thực hiện pha đá biên thứ hai. Cú đá biên của anh đã trúng xà ngang của khung thành, nhưng Bạch Gia và Cao Hoàng là người thực hiện cú dứt điểm vừa rồi. Tỷ số hiện giờ đang là 3 đều. Đông Nguyên mà anh, Đông Nguyên mà. Đông Nguyên là giới đúng không ạ? Đá biên cho số 11 và lần này là đá biên bên cánh phải. Bóng đã được truyền cho Cao Hoàng. Ở trên sân của chúng ta có hai cầu thủ. Cao Hoàng số 11, Cao Đăng của số 10. Rồi. Thả công của số 10. Chuyền qua cho Cao Đăng. Đá biên dành cho số 11. Đức Nguyên. Tiếp tục đá biên dành thẳng cho 11. Bóng được truyền qua Đại Chiến. Đức Nguyên. Rất tiếc là Đức Nguyên chưa vượt qua được Hùng Siva của khối người. Hùng Siva. Tiếp. Cú cơ la của cầu thủ Duy Hưng với người trong tình huống vừa rồi đã chặn tay một cầu thủ của số 11 mang về một cái phạt ngay trước vạch. Hồ Trung có vẻ Hồ Trung sẽ là người thực hiện cú đá phạt này. Một cú đá phạt rất nhẹ nhàng. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Và thật đã được ấn định cho cuối người. Thắng kẻ có số. Các bàn thắng liên tiếp được thực hiện. Chuyển hay nó có thể vang á.
và tỷ số hiện giờ vẫn đang là cách biệt hai bàn trên số 10. Đình Anh, Quốc Duy. Tỷ số hiện giờ đang được rút ngắn xuống còn 5-4. Ống có thì có về, nhưng mà nó là phần hội ý của các cầu thủ số 10 đội Hồng Đức. Ống có thì kéo về. Kéo này gôn mình hay gôn nào thì chưa biết. Hãy tập trung. Sao anh tiết lộ với Hồng Đức ra hả trời? Big.
tháo cái này kìa. Chắc chắn là tỷ lệ thắng của đội đó sẽ cao hơn rất nhiều và áp lực dành cho đội kia rất nhiều. Thắng còn chuyển bóng lên cho đại chiến một viên Thiên cũng qua được, bóng đã được dưới chân của Đinh Anh chuyển qua cho Cao Hoàng đá biên cho số 11 đá chiến phạt góc cho khối 11 Đinh Anh tiếp tục phạt góc cho khối 11 bắn chung bắn chung chạy cho phía kịp thời băng ra trong tình huống vừa rồi và Trắng ơi, lùi đừng đá giữa này. Ấn định cho số 10 trong tình huống vừa rồi. Đúng rồi. Văn Chất đã vào thay cho Đông Nguyên.
nhanh kìa, nhanh kìa. Đại Triệt đã giành được bóng từ trong chân của cầu thủ Hồ Trung. Đình Anh chuyền qua cho Đại Triệt. Đá biên cho khối 11. Giữ lại. Bắn chất. Có thể thấy áp lực đang dồn về phía khung thành của thủ môn Trọng Hùng. Những pha tấn công dồn dập từ phía khối 11. Giữ cho diễn giùm em nhé. Lên nhé. Ok. Đại Triệt. Rất nguy hiểm. Đinh Nghĩ. Trong cuộc so về tốc độ vừa rồi thì Đinh Nghĩ với cái bụng của mình và bụng của mình lớn hơn so với Văn Chất một chút cho nên vẫn chưa theo kịp. Đá biên cho số 10. Những phút cuối cùng của hiệp 2, các cầu thủ khối 11 đang rất nôn nóng tìm những bàn thắng cuối cùng để ấn định tỷ số trên sân. Nhưng hàng phòng thủ của khối 10 cũng làm việc hết sức là chắc chắn, cản phá được hầu hết các pha tấn công của khối 11. Đại Chiến, và giờ lại là một pha tấn công nữa của khối 11. Xuất. Đã có tình huống. Phản đối. Trọng tài sau một hồi tay móc chiếc quần bên trái, móc chiếc quần bên phải, không thấy gì và anh móc chiếc quần đằng sau. Và quyết định là cất tay đi, không có thể được, không có thể được. Gần vô. Đại Triển là người thực hiện cú đá phạt. Gần vô. Văn Chất. Gần vô. Bóng được truyền cho Văn Chất với đường sút rất kháng. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của Văn Chất lại đi chạch cột dọc. Một, hai, ba. Đếm nhanh vậy anh. Trọng Hùng ném bóng lên. Đinh Nghĩ. Đại Chiến. Đại Chiến. Đinh Anh. Đại Chiến. Tình huống cuối cùng vừa rồi có thể nói là rất. Ba trái. Ba trái phân định thắng thua. Khối 10 đá đầu tiên. Wow! Cầu thủ Hồ Trung của khối 10 đã thực hiện cú đá đầu tiên và thủ môn của khối 11 đã được đổi là Cao Hoàng. Cao Hoàng vừa ăn cưới của Cao Thắng xong cho nên là có lẽ là trong tình huống vừa rồi anh vẫn chưa bắt sát được. Lượt đá thứ hai, thủ môn Trọng Hùng của khối 10 vẫn đang thủ khung thành và Cao Hoàng của khối 11 là người thực hiện cú đá này. Sút. Wow. Mặc dù đã đoán được hướng đi của bóng, một pha tay người rất nhanh, tuy nhiên là bóng đi tầm cao hơn và bàn thắng lại được ghi. Kết quả đang là 1-1. Và lần này là Hùng Siva của khối 10 đối đầu với thủ môn Cao Hoàng của khối 11. Wow. Cú sút thành công. 2-1. Lượt đá thứ hai của khối 11. Đại Triển đối mặt với Trọng Hồng. Rất nhanh, rất nhẹ. Tỷ số lại được cân bằng 2-2. Lượt đá cuối cùng của khối 10. Phi Hưng. Wow. Mặc dù thủ môn Cao Hoàng đã bám đúng, đã chạm được bóng, tuy nhiên là kết quả thì bóng vẫn vào lưới và tỷ số đang là 2.
Lượt đá cuối cùng của phố 11 áp lực rất lớn đang dành cho cầu thủ thực hiện cú sút thứ ba này. Đó là cầu thủ Đinh Anh Trọng Hưng. Người sẽ làm lên tên tuổi của phố 10 năm nay. Vâng, tỷ số đó là 3 đều và sẽ thực hiện tiếp tục một lượt đá. Chúng ta đã có loạt 3 đều và tiếp tục phân định thắng thua bởi 1-1. Rất tiếc là cú đá của Cao Đăng đã trúng sà ngang. Và lần này là phần đá phạt của đá penalty của khối 11. Rắn chắc. Trọng Hưng, liệu anh có thể cứu thua cho đội của mình được hay không? Vâng, và tỷ số đã ấn định. Thank you.
Vui quá. Đấy. Cầm dược đi hơn mấy cây. Cái đầu tiên như lúc học âm hiểu về mỹ phẩm thì gà bác sĩ cho gì đấy là đang được làm gì mỹ phẩm ai gà đó ngon hơn Hoàng Ngọc Huy tốt đó. Ừ. Nhân tìm mày. Ừ. Nhân tìm kiếm. Ui. Nhân tìm. Không nha. Chị muốn dựng trắng hay. Ghê rồi. Muốn như play mỹ phẩm như cứ nhân tìm mày cái rồi đi là không cần play gì được play gì đâu. Muốn như play cũng lâu. Nhân tìm cũng thôi, cũng lâu rồi. Đang trộn với trăm năm. Đang trộn với trăm năm. Nước sầu sẵn rồi, nước bệnh nó băng, chỉ băng. Trăm nhìn nhìn. Đang trộn với trăm năm. Ôi. Em ơi xem dễ thương quá vậy.
Đi lèo dùng đến một lúc. Serum như thẩm thấu nhanh mà. Serum đang xài lại serum tí carbon. Xài serum carbon một chút. Nước thấm mưa bỏ liền. Để xem thường. Bóng nào chính xác? Hà bộ đồ của nhau chịu may luôn đi.
như thế rồi như thế như thế như thế như thế như thế học quá. Hay quá đi. Chồng nãy giờ ghi bàn không hi. Chồng đi ghi nổi. Đó mưa có phụ họa cái hai. Chó lè. Làm chó lè sẵn chị Hùng ha. Đó hàng này đây cậu là lại thoại bên kia tí hầm lửa nó trên nắp đó này đây cậu hầm lửa nhận cho hồng và mất cho hồng điều kiện cho hồng cũng làm ăn tao vào sân sung sức thiệt. Thank you.
Cái cảnh cái này cũng Lâu gớm hả?
Ồ. Xe gì vậy? Xe tới nóc. Nhưng mưa từng này mới vô. Mưa từng ba si ba cố lên. Thank you.
có. Bên đây, bên này. Không. Hay quá chị ơi. Hay quá chị ơi. Được rồi. Không nhưng mà vào cầm à, vào vào miệng à. Trẻ nó quay hả? Thì xin mời sự nghiệp đá banh. Các cầu thủ của chúng ta đã bắt đầu mệt mỏi. Ai vậy? Đá mấy phút anh? Đá mấy phút 25 hả? Đá 25 phút hả? Anh không biết.